chưa chưa chưa. Ơi các bạn ơi, bạn Ken giấu gì trong cái bụng vậy ta? Đưa coi coi thử. Cái bụng gì bự dữ à? Tọc lét. Ơi cái bụng gì mà bự dữ vậy ta? Ấy. Bạn Ken đẻ đúng cái luôn rồi mà. Ơi các bạn ơi, bạn Ken đẻ hai cái trứng ra luôn kìa. Trời ơi, cái trứng gì vậy bạn Ken? Wow, hai trứng khủng long luôn. Một trứng khủng long màu xanh, một trứng khủng long màu đỏ. Đố bạn Ken đây là gì? Bây giờ là kẹo tấn công. Ôi, mới được cái dục nha, được cái dục nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Ken sẽ mở hai cái trứng khủng long cho chúng ta xem nha. Dạ, đây. Đây, kẹo mút. Rồi. Rồi, ở đây nữa nè. Bạn Ken ở đây. Đây, chúng ta có 6 cái kẹo nha. Đây là kẹo dẻo á. Mất rồi. Bạn Ken làm mất cái trứng nữa rồi hả? Rồi, đây kẹo dẻo nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình mở thử một cái kẹo dẻo ra đi bạn Ken. Chụp lẫn nó chạy bây giờ đó. Bây giờ mình mở cái kẹo dẻo ra cho bạn Ken ăn thử nha các bạn. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ ăn thử cái kẹo dẻo cho chúng ta xem nha. Wow. Ý. Kẹo có màu gì bạn Ken? Kẹo có màu gì? Quá. Rồi ăn thử cục màu xanh lá cây cưng có mùi gì? Đúng quá hả? Cũng là mềm. Mà nó múc có mùi gì? Thôi cho ba thử. Quá các bạn ơi, màu xanh lá cây này nó có mùi bạc hà nha. Rồi rút ra luôn. Wow. Rồi cho ba một cục màu đỏ đi. Ăn cục màu đỏ đi. Cục này cục màu đỏ đâu phải cục màu hồng. Cục màu hồng là của con gái á hả? Con gái gì cho ai ăn giờ? Gái gì cho anh Xu ăn hả? Trời ơi, cục màu đỏ không chịu ăn. Các bạn ơi, cục màu hồng của con gái không có chịu cho ăn. Rồi, vậy bạn cục màu cam nha. Rồi, bạn cục cam. Bà ăn ngon quá. Ôi kiểu này chua á bạn Ken. Con kia hình rớt kìa. Chim sao rớt được, con lấy súng con bắn nó mới rớt được. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở trứng ra cho chúng ta xem nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở cái trứng khủng long cho chúng ta xem nha. Một cái trứng màu đỏ trước nha các bạn. Wow, cái gì bên trong vậy bạn Ken? Wow, các bạn ơi, bạn Ken thích quá, bạn Ken nhảy lên luôn kìa. Con bắt kẹo kêu nữa các bạn Ken ơi. Ủa con bắt kẹo kêu hoài. Hả? Con kèn kêu hoài đó. Chưa có bắt được nó mượn. Ba hò ta vô nó đi ba bắt được hả? Con sợ nó không? Không. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bộ khủng long ra cho bạn Ken ghép ghép ráp hình khủng long nha. Rồi bạn Ken đổ đi bạn Ken ơi. Cái này là cái gì ạ? Các bạn ơi, đây một cái chân con khủng long nha. Một cái sừng của nó nữa nè. Rồi một cái chân nữa. Một cái tay. Rồi hai cái tay luôn. Con khủng long này nó có hai cái chân, hai cái tay, một cái đuôi. Và cuối cùng là cái gì vậy? Cái gì mà cứng dữ vậy ta? Rồi con khủng long này nó ngộ với bạn Ken, màu nó lạ quá ha. Và nó bị dính cái bịch rồi các bạn ơi. Đây cuối cùng là một cái mình con khủng long. Wow. Gỡ cứng vậy. Con này con đừng có gỡ cổ nó ra, con gỡ cổ ra hư luôn á. Đi nó cổ nó đi, cổ nó dính vô luôn mà. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ ráp đây, cái sừng, cái vây á, cái vây trên lưng của khủng long á các bạn. Rồi con ráp vô. Ráp ngược rồi. Đây con đưa này lên trước. Đó. Thì
vậy chứ. Rồi còn đây là cái chân của nó, chân ngoài sao. Đây các bạn, đây chân ngoài sao nè các bạn đó. Ôi ra lắp ngược cái chân rồi. Lắp qua đây nè. Lắp qua đó hả? Rồi gỡ ra lắp lại. Rứt luôn rồi. Các bạn ơi, để xuống đất cho các bạn dễ thấy nha. Cầm bên tay là các bạn không thấy. Đây cái chân của nó mình ráp vô đây nha. Đây một chân. Đây còn tay của nó mình ráp vô đây nữa. Đó. Rồi đặt ngược lại. Mình ráp cái này vô. Đây một. Ơ cái đuôi nó đâu rồi bạn Ken ơi? Cái đuôi nó đâu rồi? Rồi xong rồi các bạn ơi. Đây cái đuôi nó đây. Tụi đuôi xuông tha đây chứ. Rồi con cầm cái đuôi cho nó gắn vô được. Ta cầm cái máy bay gắn cái đuôi vô được. Rồi. Đè vô. Đè hai tay. Đè hai tay mới được. Rồi đè mạnh vô. Rồi chưa dính chưa? Trời ơi, không có dính luôn. Ta cầm cái máy mà không có bẻ được. Rồi đây nè các bạn ơi, đây một con khủng long hoàn chỉnh rồi nha. Đây một con khủng long màu nâu với cái vây màu xanh lá cây. Đẹp không anh Kem? Đẹp rồi. Đâu, con để lên ngang miệng coi. Rồi chụp hình nha, chụp hình làm viên nha. Làm viên đi. Chú mỏ. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở cái trứng màu xanh nha, coi nó có gì bên trong. Có gì vậy bạn Kem? Wow. Ui. Cái gì vậy? À? Cái gì mà ngộ gì nữa? Các bạn ơi, nguyên một bộ xương luôn. Xương khủng long. Cái trứng gì mà có cái xương khủng long chứ không phải là con khủng long con nữa các bạn. Đây, một bộ xương khủng long con. Và bây giờ mình đóng lại cho bạn Ken này, mình lấy kẹo mình ăn tiếp nha. Không ăn kẹo nữa hả? Kẹo chua quá hả? Các bạn ơi, bạn Ken chê kẹo mình chua quá rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đóng cái trứng lại. Ây da. Rồi, bỏ trứng gì vô. Con đừng gỡ chân ra. Gỡ cái đuôi ra thôi. Đó, mình đóng mình gỡ chân ra một hồi là khó gắn vô lắm. Đây cho các bạn xem lại, đây hai quả trứng, bằng 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 trứng. Rồi trứng của bạn Ken đó. Được đó. Còn đây là kẹo này nghe, đây là nguyên đống kẹo luôn. Rồi bạn Ken đi chơi với mấy con su rồi, dí theo. Rồi bạn Ken đã bắt con su đen rồi các bạn ơi. Hai cho con su ăn kẹo đi, chịu không? Gỡ cục kẹo ra cho con su ăn một cây thôi nha. Rồi con gỡ ra đi, con gỡ ra giùm ba. Ba cầm cái máy quay sao ba gỡ được. Rồi các bạn ơi, gỡ ra thử cây kẹo cho su ăn nghe. Bạn Ken chê kẹo này rồi, không biết su nó có ăn không nữa. Nè su. Đây. Wow, con su nó cắn rồi. Lên mạnh lên su ơi, lên mạnh lên. Lên mạnh lên. Rồi con su đen nó lôi rồi. Ấy hay quá, con su đó nó ăn hai cục luôn rồi. Rồi tán su trắng. Bạn Ken dành luôn rồi, bạn Ken dành cho con su đen ăn. Bạn Ken thương su đen hơn các bạn ơi. Rồi cho con su nhỏ ăn. Nó không đủ rồi, bây giờ cho một đứa một cục nha. Cho đứa thêm cây nữa. Nở thêm một cây nữa cho nó ăn. Một cây ăn không đủ rồi. Ý rồi, đây lắc quá. Ôi con su này nó dơ quá. Rồi cắn ra chưa, một cục thôi, một cục thôi, không được ăn nhiều cục. Mẹ cho su đen đi, su trắng này ăn cục rồi, cho su đen một cục. Rồi su trắng này con. Con bóp nó ói ra rồi kìa. Đừng bóp mạnh quá. Cho su đen đi. Để
Rồi đem trứng vô nhà thôi. Đem trứng vô nhà thôi. Ăn đủ rồi. Ừ, ăn đủ rồi, đem trứng vô nhà thôi. Còn cùng này để hồi bà ăn. Rồi máy bay các bạn đi. Su, máy bay các bạn đi Su. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.